Hello anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTNGM. Và hôm nay sẽ là một video review một tựa game khá hay. Và nó không phải là review mà thật ra một số anh em cũng biết rồi. Đây là một tựa game mà mình sẽ giới thiệu anh em một tựa game miễn phí trên Steam và rất hợp cho một team từ hai người trở lên. Nói chung là hai người hoặc đến tối đa là 12 người hay 14 người gì đó, mình không nhớ rõ, tí mình vô kiểm tra lại cho anh em xem. Thì tựa game này rất hợp cho một cái nhóm bạn nhỏ ở xa có thể chơi chung với nhau mà co-op được. Và game này hoàn toàn miễn phí. Và nếu như mà anh em có tiền thì anh em có thể mua một phiên bản xịn hơn với DLC của nó thì nó sẽ có nhiều ngôn ngữ hơn. Còn nếu như anh em mà không có tiền thì anh em có thể chơi miễn phí. Thì anh em có thể tìm nó trên Steam ha, tên là Xscribble X ha. Thì tựa game này nó rất là đơn giản và hầu như máy của mọi người đều có thể chơi được nha. Và chơi vui lắm. Hôm qua mình có chơi với anh em chơi sương sương hồi 3 4 tiếng đồng hồ. Mà dù thì cốt truyện cách chơi nó đơn giản vãi nồi ra nhưng mà cũng hay. Rồi. Ok, đợi tí nhé. Anh em có thể thấy thì game này nó có cả tiếng Việt ha. Có cả tiếng Việt. Đây mình có thể chỉnh âm thanh nhỏ xuống tí tại vì có thể là khá là ồn. Đây. Thì tựa game này nó cách chơi như sau, anh em chỉ đơn giản là bốn người bạn hoặc là bao nhiêu người bạn đó kết nối với nhau thì nó sẽ luân phiên bốn người. Mỗi người sẽ được chọn một cái chủ đề nào đó, ví dụ như con mèo, con bò, con gà nó vẽ mô phỏng làm sao cho những cái người khác nhìn thấy và những người khác sẽ đoán. Thì nó rất giống một số game show ở Việt Nam, ví dụ như là đuổi hình bắt chữ ha, đó là vẽ gì đoán đó, đó. Nói chung là vậy. Thì chơi thì anh em có thể có nhiều lối chơi, phát sóng này, tự do này, chơi nhanh này. Thì thông thường là mình sẽ chọn chơi nhanh ha. Ở đây thì anh em có thể tìm kiếm trò chơi. Đây, nó tìm kiếm một cái trò chơi đây. Có thể là mình sẽ chơi chung với người khác. Mình cũng chưa thử chức năng này nữa. À, được này. Wow. Nhưng mà mình sẽ thoát ra ha. Tại vì mình không có muốn chơi đâu, mình chỉ review cho anh em thôi. Thì đơn giản. Đây thì đó là cái gọi là chơi nhanh và chơi với người khác. Còn mình có thể tạo trò chơi riêng và chơi chung với mọi người. Thì ở đây là đoán hình và chơi đánh giá. Chơi đánh giá thì mình chưa chơi nhưng đây là một lối chơi về sau có lẽ mọi người nên chơi này. Thì nó sẽ kiểu như là ghét ai ra mặt, thương ai ra mặt đấy thì nó sẽ đánh giá này nọ các kiểu thứ. Còn cái này là cái lối chơi đơn giản nhất, một người gì đó vẽ sau đó người kia đoán ra. Thì nó có rất là nhiều lối chơi ở đây, từ đây ra hai lối chơi nữa thì mình có thể chơi chế độ đơn giản. Phòng thì anh em có thể là tạo phòng công khai cho mọi người cùng vô hoặc là anh em có thể chơi riêng tư. Riêng tư có nghĩa là mời bạn bè hoặc là chơi với những người khác thì mình chọn chế độ riêng tư nhé. Đây là chủ đề thì anh em cũng có những chủ đề ở đây. Và nếu như anh em có điều kiện anh em mua DLC thì nó sẽ có nhiều chủ đề hơn. Tại vì nếu mà anh em chơi này một thời gian thì coi như là từ ngữ nó sẽ hết hết từ ngữ ấy, anh em. Đây là cũng nên mua DLC. Đấy, còn không là chủ đề vài bữa nó sẽ lặp lại. Nhưng mà cái vấn đề lặp lại đối với mình thì nó cũng không quan trọng lắm tại vì anh em cứ tưởng tượng cơ bản đi, ví dụ như cùng một tấm hình đó, cùng một cái chữ đó nhưng mà nhiều đứa nó vẽ khác nhau ha. Thì cũng chưa chắc là đoán được đâu. Tên cướp biển này. Đây mình có thể chọn tất cả này đó, chọn tất cả này đó, chấp nhận cài đặt bình thường khó tùy chỉnh. Thì đây thì có bình thường là chơi đại thôi, tùy chỉnh là mình có thể tùy chỉnh. Ở đây là số vòng, số người chơi này, anh em có thể thấy là đây tối đa là 16 người. Thật sự rất hiếm những cái tựa game nào mà vừa vui mà có thể chơi được nhiều người như vậy. Ở đây có 16 người này anh em, tối đa là 16. Đây là số lần đoán, anh em có thể bấm giới hạn 5 lần hoặc là vô hạn cho đoán bao nhiêu lần. Nhưng mà cái vụ mà đoán vô hạn là nó có một niềm vui là có nhiều thằng thanh niên nó chơi kiểu hài á. Đấy. Vì con gà, con bò, con vịt, vô vô, ốc chó hay là gì đó, nó sẽ có nhiều cái tình huống thú vị hơn. Đấy, anh em có thể chọn vô hạn nếu như anh em không muốn chơi hát quá. Còn nếu mà muốn giới hạn thì sẽ khó hơn một chút. Đấy, sau đó anh em chọn những cái công cụ, chấp nhận trò chơi thôi. Ở đây thì chắc là mình sẽ không có chơi được tại vì ít, không có đồng đội ha. Sau đó nó vào là anh em vẽ, thằng kia nó vẽ rồi anh em đoán chữ thôi. Và lời khuyên là nếu anh em biết câu trả lời anh em mà có vào trong Discord thì anh em đừng có nói đấy. Ở đây thì mình có thể hiển thị mã người chơi này, mình đưa cái mã người chơi cho bạn bè thì bạn bè vô được, giống như là ở Among Us ấy. Hoặc là anh em có thể mời trực tiếp bằng cách là mời người chơi vào luôn ha, đơn giản. Rồi, đây là một tựa game khá là hay và miễn phí nhé anh em, chúc anh em vui vẻ và có những cái cuộc chơi cùng với team ha. Ba anh em gặp lại anh em các video sau.